Dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 15 tháng 1 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có chương trình sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, tuần sau thứ bảy ngày 22 tháng 1 chúng ta sẽ có ngày tu Bát Quan Trai cho tháng 1 của năm 2022 trước khi Tết. Ngày thứ hai này là ngày rằm, và buổi tối 7 giờ rưỡi chúng ta sẽ có lễ tụng giới. Thì đại chúng nhớ tham dự lễ tụng giới vào tối thứ hai. Và thứ bảy tuần sau thì 9 giờ chúng ta có chương trình thọ Bát Quan Trai. Ngày 30 tức là chúng ta có lễ cúng hiệp kỵ tổ tiên. Nói chung là chương trình Tết thì chùa đã thông báo ở trên website của chùa, ở trên Facebook, hoặc là ở dưới trai đường, ở chánh điện, ở nhà tổ, vân vân. Thì các vị lấy phone chụp lại để mình nhớ cái chương trình Tết. Và tuần sau thì sẽ có chương trình khóa tu trọn năm 2022. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Chiều nay là kỳ thứ 30 và chúng ta đang ở phẩm Phó Chúc Chánh Pháp thứ 12, và mình tiếp tục học. Hôm rồi chúng ta học đến đoạn mà Ngài A Nan và Đức Phật đã dạy cho Ngài A Nan tất cả các pháp không có thường còn, không có cái nào mình giữ lâu được. Cho nên Đức Phật khuyên Ngài A Nan đừng có quá sầu khổ khi nghe tin Đức Phật sắp mất. Thì ở đây Đức Phật dạy tiếp. Khi ấy tôn giả A Nan nghe mấy lời than của đại chúng xong, liền chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt nhìn chăm chú không rời, rồi đau buồn khóc thành tiếng, gieo mình xuống đất như cây đại thọ bên sườn núi bị đốn ngã. Tại vì lúc đó đó Đức Phật tuyên bố là Ngài sẽ nhập Niết Bàn đó, thì cả đại chúng than rằng thế gian sẽ trở nên mù tối, con mắt của thế gian sắp ẩn mất. Đó là những lời than khóc khi mà người ta, các vị nghe tin Đức Phật sắp mất. Và khi Ngài A Nan nghe như vậy xong thì Ngài A Nan mới nhìn lên Đức Phật, gọi là liền chiêm ngưỡng Đức Phật, mắt nhìn chăm chú không rời, rồi đau buồn khóc thành tiếng. Thường thường nhiều khi người ta khóc người ta không có thành tiếng, để giữ im lặng rồi nước mắt cứ tuôn thôi. Nhưng mà Ngài A Nan là Ngài khóc thành tiếng luôn, Ngài gào, Ngài khóc lên. Gieo mình xuống đất như cây đại thọ bên sườn núi bị đốn ngã. Cái cây mà nó ở mé sườn núi mà người ta chặt ngã thì cái sự đổ ngã của cái cây nó nhanh lắm, mà nó lao xuống vực thẳm, thì Ngài A Nan ngã người xuống đất giống như vậy. Thì Đức Phật mới khuyên. Đức Phật bảo tôn giả A Nan: "Thôi thầy A Nan, thầy chớ nên lo buồn. Như Lai trước đây đâu phải đã không từng nói với thầy rằng tất cả những gì xứng ý đều phải lìa tan." Những gì mình xứng ý tức là mình ít, mình thích, mình nó hợp với cái ý mình, dù là như vậy cũng phải lìa tan. Pháp sinh, pháp có, pháp hữu vi, pháp sai biệt, pháp giác tri, đó là những pháp nhân duyên sinh, nên chắc chắn phải bị hủy diệt. Nếu không hủy diệt thì không đúng lý. Cái này tuần rồi mình cũng học rồi đó. Mình đã giải thích cái gì gọi là pháp hữu vi, pháp sai biệt, pháp giác tri. Thế tôn giả A Nan bạch Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con làm sao không buồn cho được? Bạch Đức Thiện Thệ, con làm sao không đau xót cho được?"
Thì có vị sẽ có một cái thắc mắc, tại sao Ngạ Nan là đệ tử của Phật, là thị giả, là người gần gũi với Đức Phật, mà mình tạm gọi là, mình thường gọi như là một bậc thánh tăng đi, nhưng mà tại sao Ngài còn đau buồn theo kiểu thế gian như vậy? Cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Tại vì theo như trong sử á, thì Ngạ Nan khi mà Đức Phật mất, Ngài đã chứng thánh chưa? Ngài chưa chứng thánh. Mà Ngài chưa chứng thánh thì Ngài vẫn còn theo sống theo cái tâm niệm của người thường, là vẫn đau buồn. Và cho dù là bậc thánh, phải không? Cho dù là bậc thánh thì cái sự mất đi một người thầy thì cái chuyện đó vẫn buồn thương chứ cũng không có gì lạ. Không, nói một cách khác là mình không phải tu tập để biến mình thành sỏi đá mà vô cảm, vô giác với tất cả mọi sự việc. Giống như cái câu mà Ngài Trần Thái Tông vậy đó, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền vậy đó, phải không? Đối cảnh mà không có tâm thì đâu phải là nghĩa là thờ ơ, mà đối cảnh vô tâm là bất cứ cái cảnh duyên nào mình thấu rõ nó, cho nên mình không có khổ. Chứ còn cái buồn thì mình là người thế gian thì chuyện đau thương, chuyện mất mát vẫn phải buồn, chuyện nó bình thường thôi. Đây là nói cái chuyện rất con người. Cái bài cúng mà mình hay cúng á, mình đọc á: khi xưa ở cao đường, nay thời một nén hương, biết rằng sanh tử huyễn, ly biệt vẫn đau thương. Hồi xưa ở cao đường, tức là ở nhà cao cửa rộng, ở chung nhà với mình đây đó, hồi xưa ở chung nhà. Bây giờ mình đâu có thấy người đó nữa, bây giờ chỉ còn gì? Chỉ còn tưởng nhau, nhớ nhau qua một cái hương thôi. Khi xưa ở cao đường, nay thời một nén hương. Biết rằng sanh tử huyễn, học đạo thì biết rồi đó, nhưng mà sự chia ly vẫn là cái gì đó nó buồn theo cái cảm xúc của thế gian. Cho nên Ngạ Nan mà có buồn thì cũng là chuyện bình thường. Mình bây giờ chưa biết mặt Phật ra làm sao, chưa bao giờ được sống với Phật trong đời này ấy nha. Mình chỉ thấy Phật qua hình ảnh, biết được cuộc đời Phật qua lịch sử, qua sử liệu thôi. Vậy mà đi qua Ấn Độ, đi đến cái chỗ Phật Niết Bàn, mình vẫn khóc như mưa. Đến cây Bồ Đề, chỗ Phật ngồi, vẫn khóc như thường. Mà cho đến bây giờ tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, đến cái đoạn mà, đến cái phẩm cuối cùng, là cái phẩm mà Đức Phật mất, mình vẫn khóc. Đọc tới phẩm đó là cảm xúc là khóc đó. Mình cách Phật 2.000 năm, hơn 2.000 năm, mà chưa có tiếp xúc gì với Phật bao nhiêu, chỉ tiếp xúc qua hình ảnh, lịch sử, lời dạy của Ngài, mà mình còn cảm xúc như vậy. Mà Ngạ Nan sống gần Đức Phật mấy mươi năm, chuyện không thể tránh. Chứ cũng dễ hiểu thôi. Cho nên bây giờ nói là: bạch Đức Thế Tôn, con làm sao không đau buồn cho được? Bạch Đức Thiện Thể, con làm sao không đau xót cho được? Con sắp phải ly biệt với viên ngọc quý của chúng sanh. Đức Phật là một viên ngọc của chúng sanh, là bậc đạo sư của chúng sanh. Đạo sư là gì? Là thầy dẫn đường. Đạo sư là thầy dẫn đường. Cho nên cái câu mà Phật là thầy chỉ đạo, có khi mình có thể mình sửa một chữ trong đó: Phật là người khai đạo. Chữ khai đạo này mình hiểu theo lịch sử là khai mở một đạo Phật ở loài người cũng được. Còn nếu không thì mình hiểu là gì? Phật là người mở cái đường cho mình đi, mở cái con đường chân lý, con đường trí tuệ đó cho mình. Cho mình hay tán dương Phật: Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn là vậy. Bậc mà tất cả chúng sinh nương nhờ, bậc mà cả thế gian đều mong cầu và quay về, bậc đạo sư của trời người. Bởi vậy bạch Đức Thế Tôn, con làm sao không đau không buồn cho được? Bạch Đức Thiện Thể, con làm sao không đau xót cho được? Thiện thể là gì? Thiện thể là một trong 10 hiệu mà chúng ta thường xưng tán Đức Phật. Chữ thiện là khéo, chữ thể là vượt qua, là Đức Phật là bậc khéo vượt qua tất cả mọi cái pháp chướng ngại. Cho nên chúng ta xưng dương Đức Phật là bậc thiện thể.
The one who very skillful to overcome. Vượt qua tất cả mọi cái chướng ngại. Bạch Đức Thế Tôn, con lấy làm lạ rằng con sắp phải biệt ly với Đức Thế Tôn như thế mà sao trái tim con đã không bị vỡ ra thành trăm mảnh? Tại sao con đã không chết đi mà vẫn còn sống ở đây? Bạch Đức Thế Tôn, con lại suy nghĩ rằng sở dĩ con đã không chết đi là vì nhờ có thần lực của Đức Thế Tôn gia trì. Con buồn thôi chứ con đâu có khổ đến mức độ. Thường thường á, mình mất một cái người yêu của mình nói sao? Từ ngày xa em tim anh tan vỡ. Thế gian là mình cái kiểu thế, mình chỉ lìa một người yêu thôi mà mình cảm thấy là đủ thứ những cái khổ đau hết. Thì ở đây Ngạ Nan chỉ buồn mà ngài cũng thấy làm lạ, tại sao tim con không vỡ ra thành trăm mảnh, tại sao con không chết đi mà vẫn sống đây. Bây giờ con hiểu ra rồi, tại vì con có thần lực của Thế Tôn gia trì. Có khi trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng mình có những cái việc mà nó khó khăn nó đến với mình, mà hoặc là ai đó làm một cái gì mà tác hại đến mình. Hồi xưa là mình sẽ không bỏ qua được cho người đó, ngày xưa là mình sẽ đau khổ, mình sẽ rất là sân si, rất là phiền não. Trời, sao bây giờ trải qua những cái chuyện đó mà tâm mình vẫn giữ được cái trạng thái bình an như vậy? Mình nhớ lại, ồ, thì ra nhờ Phật Pháp. Phật Pháp màu nhiệm quá. Lúc đó mình mới nói, ồ, thật là màu nhiệm. Vậy thì màu nhiệm ở đây là gì? Mình đã nương vào thần lực của giáo Pháp. Mình đã vượt qua khổ đau ngay giây phút đó mà mình không hay biết. Hồi xưa là thí dụ cái người đó mà đụng tới mình, trời ơi, hồi xưa là chết với tôi. Thí dụ vậy. Sao giờ mình thấy cái việc nó nhẹ nhàng quá. Hồi đó mình coi nó rất là nặng, mà sao bây giờ mình vẫn coi nó được nhẹ nhàng. Thì ngài A Nan, ngài wonder, ngài ngạc nhiên là ngài đã vượt qua được như vậy. Thì mình cũng vậy chứ có gì đâu. Thỉnh thoảng trong cuộc sống mà mình vượt qua được tất cả những cái khổ mà mình tưởng chừng rằng mình không vượt qua được, vậy mà mình vượt qua được. Thí dụ hồi xưa mình nghe bệnh mình sợ lắm, mà nghe bệnh là sợ, mà nghe chết còn sợ dữ nữa. Mà sao giờ mình nghe tới bệnh, nghe tới chết, mình lo, nhưng mà mình giữ được cái thăng bằng, mình lấy lại được cái sự bình an ở nơi mình. Mình wonder tại sao mình làm được việc đó. Mình biết rằng đó là nhờ thần lực của Đức Thế Tôn gia trì. Vậy thì thần lực ở đây là không gì, là gì? Không phải là super power, phải không? Và thần lực là gì? Là cái năng lực của Phật Pháp đã cho mình vượt qua được cái đó. Cho nên đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy được, ngài dùng được cái trí tuệ siêu việt đó, ngài thấy được ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, qua được tất cả mọi khổ ách một cách nhẹ nhàng. Tại vì ngài thấy được các pháp là không, sắc là không, thọ là không, tưởng là không, hành là không, thức là không, gọi là ngũ uẩn giai không. Chữ không đây không có nghĩa là không có gì hết, mà là không thật có. Hồi nãy mình tưởng vậy đó, cái giờ mình gặp cái, ủa không phải vậy hả, hết tưởng. Đó, mình nhận thức như vậy mà giờ mình thấy nó vậy, không phải vậy. Đó, nhiều khi mình thấy như vậy mình nói cái đó là cái món gì đó, nhưng mà thật sự khi mình tới gần nó không phải món đó. Mình nhìn thoáng qua mình tưởng người đó, tới gặp tới người đó thì sao? Cho nên Đức Phật gọi hai cái loại mà chúng ta chỉ nhìn rồi chúng ta tưởng á, Phật gọi là tưởng tri. Cái biết của cái tưởng chứ không phải là giác tri. Giác tri là cái biết của cái thật chứng, cái thấy rõ. Hai cái là tri hết. Nhưng một cái gọi là tưởng tri, một cái gọi là giác tri. Mà cái giác tri nó mới làm cho mình hạnh phúc, còn cái tưởng tri á, coi chừng. Hoặc là đôi khi mình do mình tưởng tri quá cho nên mình sống với cái tưởng đó, rồi đến khi nào mà mình không phải như vậy mình sụp đổ.
sụp đổ. Cho nên thường thường ta nói á, thí dụ như mình đừng có thần tượng ai. À, nếu mà có thì gì phải không? Kính trọng thôi. À, kính trọng thôi. Được rồi. Còn mình thần tượng á, nghĩa là mình dựng lên một cái tượng tượng thần. À, nhưng mà không nào cái tượng thần nó lâu ngày, lâu năm nó vụt cái nó sụp đổ. Nghĩa là thần tượng sụp đổ. Cho nên đừng có thần tượng. Thần tượng không có chắc. Tại vì thần tượng là do mình ở xa mình thấy vậy. À, cũng giống như mình thấy cái tượng Phật á, nghe nói về tượng lớn lắm tới hồi tới nhỏ. Hồi đó đi qua Ấn Độ á, nghe người ta nói là cái địa danh đó là cái chỗ mà Đức Phật á, đi từ cung trời á, thuyết pháp xong rồi Phật xuống. Trời ơi đổ đường đi muốn chết luôn. Tới hồi đi đâu có gì đâu. Mà đâu phải cái chỗ đó đâu. Người ta dựng lên để người ta làm gì? Người ta kiếm thêm khách thôi. Mà mình thì mới qua, mình đâu có biết ất giáp gì. Nghe chỗ nào có Phật tích là mình cũng dắt gói, sách gói mình đi. Đi thấy mồ luôn, đi cả đêm cả ngày. Đi mà bất chấp, nghĩa là mình trong lòng mình tự hào lắm nha. Mình đi được chỗ Phật này, cực cỡ nào mình cũng đi hết á. Tới hồi ra có chút mị gì chỉ dấu chân Phật. Trời ơi, lúc đó là muốn sụp đổ, là sụp đổ gì không? Tinh thần sụp đổ, sức khỏe sụp đổ, đi từ sáng tới khuya, tới chỗ ta thấy khúc chiếu vậy. Không phải vậy. Cho nên đại chúng nhớ hai chữ đó ha, tưởng tri, giác tri. Cái gì giác tri nó mới thật, còn tưởng tri thì chưa chắc đâu. Cái tri là cái biết, mà biết của cái tưởng này nguy hiểm hơn là cái biết mà chúng ta thật biết. Cho nên vọng tưởng được dịch là tri giác sai lầm. Vọng tưởng được dịch là tri giác sai lầm. Tiếng Anh dịch là wrong perception. À, mình có một cái perception, cái tưởng ở đó nhưng mà wrong, nó không đúng. Là vọng tưởng. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con lại suy nghĩ rằng sở dĩ con đã không chết đi là vì có thần lực của Đức Thế Tôn gia trì. Hồi xưa mình lo dữ lắm. Trong túi mà còn chừng 90 là bắt đầu lo rồi. Tại vì lúc nào trong túi cũng 100 hết á. Tự nhiên bữa nay không biết xài bảy bạ gì hết, 10 bạc rồi còn nghĩ tới. Rồi bắt đầu còn 90 mà lo nghe. À, tại sao biết không? Tại lúc nào cũng sợ nghèo, sợ đói, sợ đủ thứ hết. Nhờ thần lực của Phật, thì cái thần lực ở đây là giáo pháp đó. Bạch Đức Thế Tôn, có nhiều khi mình đi đâu á, mà có một người thứ hai ngồi kế bên mà mình biết người này á, biết tiếng Anh, biết đường, có phone, đi với họ mình yên tâm lắm. Có nhiều khi mình là người lái xe, nhưng người kia không có lái, nhưng mà người ngồi, chỉ cần người đó ngồi kế bên thôi, mình cũng đủ năng lực mình lái nữa. Mình cũng đủ niềm, đủ tự tin mình đi nữa. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa mới học lái xe. Học lái xe có bằng rồi mà sợ lắm, không dám lái. Cứ không dám lái. Cái một hôm Pháp Hòa mới nói, trời ơi chết rồi. Mình học lái xe là để mục đích đó là mình lái xe đi công việc cho chùa. Mà bây giờ mình nhát nhúa cỡ này rồi làm sao? Thôi nói như vậy cái bắt đầu xách chìa khóa ra. Nhất định là phải lái, tập lái để cho mình làm quen. Lúc đó chùa còn ở dưới cái đồi, cái Riverdale, cứ đi lên cái dốc. Mà muốn đi lên trên phố là phải đi lên dốc. Cái Pháp Hòa mà lúc đó mùa đông nữa, Pháp Hòa mới hỏi, bây giờ Pháp Hòa ra tập lái xe, có ai dám đi với Pháp Hòa không? Trời ơi, hỏi vậy chứ, nhìn lại trong chùa toàn mấy bà lão không à. Mà Pháp Hòa nhớ lúc đó 3-4 bác nha, tình nguyện đi theo. Tại lúc đó mấy bác thương Pháp Hòa lắm. Rồi bác nào cũng leo vô xe đi. Quý vị biết là la lên cái dốc ở đường, cái dốc ở bên Riverdale đó. Lên cái dốc đó xong rồi quanh một vòng lái xuống trở lại chùa. Bắt đầu có niềm tin. Tại thứ nhất mấy bà lão dám đi với mình. Mặc dù ở trong bụng đánh lô tô dữ lắm biết không. Giao mạng cho một chú mới biết lái xe đánh lô tô lắm mà giờ. Nhưng mà mình đâu có biết gì đâu, mình chỉ ngồi trên xe có người đi với mình là có thần lực. Là một việc. Lần thứ hai á,
Cái bữa đó thầy viện chủ, thầy hứa là thầy chở 8 bác đi Vancouver. Rồi cái tự nhiên khuya đêm đó 2 giờ sáng thầy dựng Pháp Hòa dậy, thầy nói thôi, sáng mai con lái chở mấy bác đi, thầy bận thầy không đi được. Trời đất ơi, mình hồi nào giờ chưa bao giờ lái xe đi xa như vậy, mà 2 giờ sáng thầy biểu là giờ thầy bận việc thầy không đi được, con lái xe chở mấy bác. Không có một cái kinh nghiệm gì về xe cộ hết, không có biết cái gì về đường đi hết, mà lúc đó đâu có phone mà bấm để mà chỉ đường đâu, toàn là coi bản đồ bằng giấy á, đi tới đâu là mua mấy cái map đó. Vậy mà quý vị biết 8 bác dám lên xe cho và chở đi Vancouver, không biết đường biết ngõ gì hết. Mà rất là xui là lúc đó mướn nhầm một chiếc xe cũ, đi mới tới Jasper thôi là nhớt nó chảy, tại vì cái tay lái nó bị cái power steering nó bị leak, là nuôi nhớt nó chảy. Sao càng lái cái tay lái nó cứ ngắt, mà lúc đó mình không có biết kinh nghiệm gì về xe, mình nói ủa sao xe này ngộ quá, chắc xe mới à, nó cứng. Rồi á đi tới Jasper mới có 4 tiếng đồng hồ rời khỏi Edmonton thôi, nhìn xuống chiếc xe sao nước nó chảy gì mà nói, mà cũng không biết luôn, cứ nghĩ là chắc xe lái nó phải vậy á, chứ tỉnh bơ lái không biết gì hết. Quý vị biết lái tới Kamloops, lái tới Kamloops là chiếc xe không còn lái được nữa. Lúc đó Pháp Hòa nhớ là 7 giờ chiều rồi mới tấp vô trong cái chỗ mà đổ xăng á, thì mới nhờ cái ông mà người chủ đổ xăng đó ra coi giùm cái xe tôi. Ông nhìn thấy nhớ chảy vậy, nói trời ơi xe của Du hư rồi, nó cái nó bị chảy nhớ như vậy rồi làm sao lái. Bây giờ Du muốn lái được tới Vancouver á, Du phải mua rất là nhiều bình nhớ vô để dành, đi một chút mà nó cứng cái ngừng lại đổ vô rồi để cho nó đủ dầu nhớ đi. Bây giờ 7 giờ tối rồi, không có ai còn mở tiệm sửa xe hết á. Mà quý vị biết cái mục đích đi cái chuyến đó là đi qua dự một cái lễ ở bên Vancouver vào ngày hôm sau. Cho nên bây giờ nếu mà ngủ lại Kamloops mà sửa xe là nguyên cái lễ bị trễ hết. Cuối cùng phải mua một đống nhớt để xe cứ đi hết, đổ vô hết, đổ vô. Qua tới bệnh phải qua bệnh qua nằm luôn. Lái 16 tiếng đồng hồ mà có một mình lái. Trời ơi, vừa lái thương mấy bác, tại vì mấy bác thương mình, mà mấy bác ham đi chơi, được đi du lịch, mà thương mà đi, mình thì mình bực. Lúc đầu thì mình cũng hăng hái, tới hồi mình cảm thấy là mình chơi vơi, không biết ức giáp gì hết. Nhưng mà đi tới nơi, tới chốn hết, tại sao biết không? Mấy bác á, thì người già nghĩ đơn giản lắm, lên xe đi, chú này chú biết lái là được rồi. Còn mình thì cũng nghĩ đơn giản lắm, có người ngồi xe là mình yên bụng rồi. Cho nên nó toàn là những người không biết trời đất gì, cứ tự tin lẫn nhau, cứ tin tưởng lẫn nhau, nhờ thần lực của nhau mà đi. Mình thì nương thần lực của 8 bà già, 8 bà già thì nương thần lực của mình. Mình lên xe cười giỡn sùm, mà trong bụng mình lo muốn chết. Mà đi mười mấy tiếng không có lo gì hết, tại vì sao? Không biết cái vấn đề xe cổ gì hết. Đó là nhờ thần lực ạ. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao mà con không buồn? Bạch Đức Thiện Thệ, làm sao mà con không đau xót? Bậc đạo sư của thế gian, bậc thương xót thế gian, bậc được tất cả chúng sinh nương tựa, sắp tới không còn trụ thế nữa, không bao giờ còn trông thấy được nữa. Chữ trụ thế đó là, chữ trụ là ở, thế là thế gian. Đó là cái từ mà chúng ta thường dùng cho các bậc tôn đức. Thí dụ quý vị sẽ thấy một cái cáo phó để là môn đồ pháp quyến chúng con xin thành kính báo tin á, hòa thượng gì đó ha đã viên tịch ngày giờ gì đó, ở dưới để là trụ thế 90 năm, hạ lạp 50 năm, nghĩa là ngài ở đời được, sống ở đời được 90 năm, gọi là trụ thế. Còn nếu như mà mình chúc cho ai đó sống lâu thì mình nói là trụ thế lâu dài. Đó là mình nói theo tiếng Việt. Mình nói theo cái tiếng Hán là cửu trụ. Chữ cửu là dài, cũng giống như cái chữ thiên trường địa cửu vậy đó. Thiên trường địa cửu, trụ thế. Sắp tới không còn trụ thế nữa,
không bao giờ còn trông thấy được nữa, tức là mất rồi thì không thấy. Bây giờ Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan rằng: Thầy thương quý Như Lai chăng? Tôn giả A Nan bạch: Dạ, con rất quý kính Đức Thế Tôn. Phật hỏi ngài A Nan: Thầy có thương quý tôi không? Dạ, con rất thương quý ngài. Đức Phật lại hỏi: Thầy quý kính Như Lai như thế nào? Nó: Thầy quý kính Như Lai, vậy thì thầy quý kính như thế nào? Tôn giả A Nan bạch: Con quý kính Đức Thế Tôn không thể dùng lời nói hết được, cũng không thể lấy gì để ví dụ được, để thí dụ được. Con kính ngài mà ngôn từ không có thể nói được, cũng không có cái gì thí dụ được hết. Không lẽ giờ con nói con quý ngài như vàng, con quý ngài như kim cương, thí dụ vậy, không có lời để thí dụ. Bạch Đức Thế Tôn, con quý kính Đức Thế Tôn như thế đó, bất khả ngôn, bất khả thuyết, không có ngôn từ, không có thể nói được. Bạch Đức Thế Tôn, con có vì Đức Thế Tôn mà bạch Đức Thế Tôn, con có vì Đức Thế Tôn mà xả bỏ thân mạng, con cũng không hối tiếc. Nếu con vì ngài mà con có xả bỏ cũng không hối tiếc. Lòng quý kính của con đối với Đức Thế Tôn chỉ có Đức Thế Tôn chứng tri, là con thương ngài sao là ngài chứng tri cho con cái điều đó. Bạch Đức Thế Tôn, con quý kính Đức Thế Tôn như thế đó. Bạch Đức Thiện Thệ, con quý kính Đức Thiện Thệ như thế đó. Đức Phật lại bảo Tôn giả A Nan: Nếu thầy quý kính Như Lai như thế, thầy hãy đưa bàn tay phải của thầy ra đây. Bây giờ Phật nói là nếu mà thầy kính vậy đó thì đưa bàn tay phải ra. Tức thì Tôn giả A Nan đưa bàn tay phải ra, Đức Phật cũng đưa bàn tay phải của ngài ra. Với những ngón tay mềm mại màu hoàng kim nắm lấy bàn tay của Tôn giả A Nan dạy rằng, tức là ngài A Nan đưa bàn tay phải ra, Đức Phật cũng lấy bàn tay phải của ngài nắm bàn tay của ngài A Nan và ngài mới dạy: Này A Nan, nếu thầy quý kính Như Lai thì thầy nên làm công việc mà Như Lai hằng quý kính. Nếu thầy thương tôi, thầy thương Phật, thì thầy hãy làm cái việc mà Phật thường hay quý kính. Đó là việc gì? Đó là việc gì? Này A Nan, kho tàng pháp bảo Bồ Đề vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô lượng trăm ngàn ức na do tha A Tăng kỳ kiếp, nay Như Lai đem phó chúc cho thầy. Thầy hãy tùy thuận chuyển bánh xe pháp này như Như Lai đã chuyển, khiến cho giáo pháp được lưu truyền rộng rãi, không bị dứt tuyệt. Đừng để cho mình biến thành kẻ giữa chừng tiêu diệt giáo pháp. Vậy thì bây giờ ngài Đức Phật giao việc gì cho ngài A Nan? Giao cái việc là chuyển pháp. Tại vì cả đời của Đức Phật á, ngài không làm cái việc gì hơn là gì? Luôn luôn nói pháp, chuyển pháp. Cho nên Đức Phật nói á, Như Lai quý kính việc gì thì thầy hãy nên làm việc đó là gì? Đó là kho tàng pháp bảo Bồ Đề vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô lượng trăm ngàn ức na do tha A Tăng kỳ kiếp, nay Như Lai đem phó chúc cho thầy. Cái công việc mà tôi quý kính pháp bảo đó, từ xưa vô lượng kiếp đến giờ, bây giờ tôi đem tôi giao lại cho thầy. Thầy hãy tùy thuận chuyển bánh xe pháp này như Như Lai đã chuyển. Quý vị có biết cái bánh xe pháp không? Mình đi chùa hay mình đi, mình nhìn vào những cái bức ảnh á, có một cái vòng, một cái bánh xe tròn vậy nè, phải không? Rồi ông ngoại mới vẽ 8 cây câm hoặc là 12 cây câm. Thì cái bánh xe đó đó, cái bánh xe đó chúng ta thường gọi là chuyển pháp luân. Còn nếu chúng ta nói gọn là pháp luân, nhưng mà pháp luân đó là trong cái giáo pháp á, trong cái nghĩa của Phật pháp á, cái pháp luân này nó mang lên 3 cái ý nghĩa. Thứ nhất là cái ý nghĩa Phật pháp là pháp luân này như cái gì? Như là chiếc xe có thể phá tan mọi cái nghi ngờ, mọi cái nghiệp chướng, mọi cái khó khăn, mọi cái khổ đau, vượt lăn bánh mà, thấy không? Thì cái bánh xe này nó giúp cho mình vượt hay là phá tất cả mọi chướng ngại, mọi cái mê lầm, mọi cái khổ đau của chúng sanh. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai là bánh xe này nó tròn, phải không?
Mà tròn là tượng trưng cho gì? Lăn mãi mà không có dừng. Không có dừng ở người nào mà cũng không có dừng ở nơi đâu. Ví dụ như á, cái pháp đó nó tới đời của mình, cái nó ngừng hết, nó không xuống được nữa, thì này xe này mắc kẹt. Nó mắc kẹt đó. Cho nên ngày hôm qua cái buổi ăn cơm chiều á, thì Pháp Hòa mới nói với mấy thầy á, Pháp Hòa nói là coi như là cái lớp thiền của người Tây Phương là 2 năm rồi. Cái sự sinh hoạt nó có cái phần gọi là hơi dừng lại, hơi chậm lại, tại vì dịch bệnh. Cho nên Pháp Hòa mới nói, mới nhắc mấy thầy là phải duy trì và làm sao khi mà mình thấy dịch bệnh giảm rồi thì phải kêu gọi, phải mời các vị Tây Phương trở về lớp thiền để mà duy trì. Thì đó là cái tâm nguyện của thầy, là không bao giờ muốn cái Phật Pháp, cái sự mà truyền Pháp của mình nó dứt. Đừng có để do cái dịch bệnh rồi cái con người lùi á, mình ở nhà riết cái mình lùi. Cũng giống như người ta sẽ ý y vào cái chương trình online, người ta không còn đích thân đi đến để mà thính Pháp, tu tập. Vì cứ nghĩ là ô chương trình này có online. Online là để cho trường hợp, một là các vị ở xa, hai là trường hợp dịch bệnh, có một cái biến cố gì chúng ta không thể tập hợp được. Còn nếu mà chúng ta có thể tập hợp được thì chúng ta phải tập hợp. Tại vì lúc nào á, cái sự mà có mặt á, nó cũng mang lại một cái năng lực khác lắm, khác với lại cái online lắm. Thì chỉ một cái buổi cơm chiều nói chuyện ngắn vậy thôi, thì tối lại cái Pháp Hòa nghe thầy Đức Tạng, thầy pháp thoại với người Mỹ, cái thầy nhắc cái chuyện đó. Thầy nói là hồi chiều này ăn cơm thầy có nhắc tụi tôi là phải làm sao tiếp nối được cái việc của thầy đã làm. Ngày xưa năm 1997, sau khi mà mình thành xây dựng cái ngôi chánh điện này xong rồi đó, thì cái công việc kế tiếp Pháp Hòa phải làm là tức là bắt đầu trở lại các cái lớp Phật Pháp. Thì Pháp Hòa hay dùng cái từ là an cư lạc nghiệp. Mình bây giờ an cư rồi, có nghĩa là chỗ nơi mình đã ổn định rồi, thì mình phải làm một cái sự nghiệp mà cái hoài bão, cái tâm nguyện của mình, đó là làm sao lúc nào cũng làm cho cái bánh xe Phật Pháp vận chuyển. Và quý vị thấy là từ khi mà dịch bệnh, không vì dịch bệnh mà chúng ta dừng tất cả mọi cái sự tu tập, tụng kinh, hành trì ở trong chúng. Dịch bệnh mình ở trong chùa, mình không có tiếp xúc, mình không có mở cửa, thí dụ vậy. Những cái lúc mà ngăn cấm tuyệt đối thì mình có chúng mà. Là mình có chúng là mình phải duy trì cái sự tu tập chứ. Còn thí dụ bây giờ mình ở một mình thì mình vẫn phải tu tập như vậy. Tại vì cái đó là cái pháp luân ở trong người của chúng ta, làm cho cái bánh xe pháp ở trong người, trong tâm của chúng ta không mất. Chứ chúng ta không phải làm cái gì hết. Ví dụ như mình không có biết truyền bá cho ai, nhưng mà trong cái đời sống của mình á, mỗi ngày á, cái sự học pháp, hành trì không dừng. Không dừng đó là mình chuyển pháp luân mỗi ngày. Đại chúng nhớ là không phải mình chỉ đem cái pháp luân này, ngoài cái ý nghĩa là mình đi truyền bá cho người khác, nhưng mà nơi bản thân mình, hiểu ý không? Nơi bản thân mình, mình phải làm cho cái pháp luân ở trong người của mình, nó phải, trong tâm của mình, nó luôn luôn nó vận hành, nó không có dừng lại đó. Xe mà dừng là chết máy, không đi lâu lâu cũng phải đề máy lên chứ, để lâu bình nó chết. Phải không? Cho nên á, cái chuyện chuyển pháp á, nó có hai cách á. Một là mình chuyển ở trong tự tâm của mình, mình phải hành trì, mình phải nghe pháp, và mình phải làm sao mình ứng dụng Phật Pháp trong đời sống của mình. Đó là mình đang chuyển pháp luôn. Ở bên Tây Tạng á, chùa nào á, con đường từ ở cái đường chùa đi vô cho tới chánh điện á, là hai bên đường người ta đều build, người ta xây
cái vòng pháp luân ta để dọc hai bên. Phật tử mà đi từ ở cổng chùa vô, thay vì nói chuyện thì mình phải lấy cái tay của mình đó, đi ngang quẹt cái vòng đó cho nó lăn. Mà vừa đi mà vừa niệm chú Án Mani Bát Di Hồng, mà niệm mà lăn tay từ ở cái đường mình đi vô, cho thí dụ như ở Tây Thiên đi, thí dụ Tây Thiên đó, ngay cái cổng đi vô đó cho tới chánh điện thí dụ vậy đó, làm ta say dọc đó, lấy cái tay đẩy cái bánh xe pháp đó để nhắc nhở. Rồi hàng ngày các vị mà ngồi trì kinh đó, các vị buông cái pháp luân đó, bằng cái tay người ta quay vậy nè, quý vị có thấy không? Thấy mấy thầy Tây Tạng cứ cầm lăn lăn vậy không? Đó là mong cái lời kinh tiếng pháp luôn luôn nó lăn, nó lan xa, nó luôn luôn nó quay hoài mà không có mất. Hồi đó lúc mà chùa Trúc Lâm, tu viện Trúc Lâm của mình mới thành lập, mướn cái nhà ở đường 109 thì mình có đi, mình có viết một cái câu dán ở trên đó. Mà thời đó là chỉ là mua mấy cái bút lông về viết chữ rồi ở trên dán tường vậy thôi. Thì cái câu Pháp Hòa nhớ như thế này: Phật đạo ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Hai cái câu đó là hồi tu viện Trúc Lâm mới thành lập, để cái câu đó: Phật đạo ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Thì cái câu đó mình lấy từ đâu? Từ cái bài phục nguyện đó: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển. Phật nhật tức là gì? Phật nhật tăng huy tức là Phật pháp mỗi ngày được phát huy quang đại. Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển. Cái bánh xe pháp luôn luôn quay mãi. Mình dịch cái từ cái chữ tiếng Hán đó trên cái bài phục nguyện đó: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thế dân an, gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, gia gia vô cơ cẩn chi tai, tức là nhà nhà thoát được cái khổ của đói khát. Cơ cẩn tức là đói, nạn đói. Xứ xứ hưởng thái bình chi nhật, nơi nơi chốn chốn hưởng được những ngày thái bình. Còn nếu mà người ta muốn đem một cái điển tích xen vô trong đó thì người ta thêm câu: xứ xứ hưởng nghiêu thuấn chi nhật. Nếu mà người ta muốn thêm cái điển tích vô thì người ta thêm cái chuyện gọi là nghiêu thuấn, vua Nghiêu, vua Thuấn, là hai vị vua mà cái thời hai cái vị đó mà trị vì đó, thì đất nước đến mức độ ngủ không cần phải đóng cửa. Ngủ không cần đóng cửa vì không có sợ trộm cướp. Còn mình bây giờ là phải khóa, phải lóc, phải camera, phải đủ thứ hết. Tại vì sao? Tại thời bây giờ nó loạn. Thời xưa là thời bình, cho nên cái thời của các vị đó là ngủ không cần đóng cửa. Tại sao phải không? Con người đơn giản lắm, ngày hai bữa vỗ bụng kêu bình bịch. Ta ý muốn nói cái đơn giản đến mức độ là con người chỉ cần ngày hai bữa cơm, vỗ cái bụng nghe no là được rồi, không cần phải lo gì nữa hết. Nói như vậy không phải vì tại vì cuộc sống của mình bây giờ nó khác, nó phải đủ thứ thì mình phải chạy theo cái đủ thứ đó, chứ không phải là mình dở thời nào thì mình phải sống theo thời đó vậy đó. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa muốn nói thêm là cái pháp luân là vậy. Thì pháp thứ nhất là Phật pháp, cái pháp luân này có khả năng giúp cho mình vượt tất cả mọi chướng ngại, mọi khổ đau, mọi nghi ngờ, mọi bế tắc. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, pháp luân tròn cho nên không dừng ở bất cứ nơi nào và người nào. Điều thứ ba, cái bánh xe mà nó lăn tới đâu á thì nó nghiền nát phiền não, giống như là những cái gì dưới cái bánh xe là đều bị bánh xe nó nghiền đi. Thì cũng như thế, hay là nói cách khác là gì, cái pháp luân này nó giúp cho mình thăng tiến, vượt tới, đi tới mỗi ngày. Cho nên á, ở trên
cái biểu tượng. Trong Phật giáo, trong giáo hội của Phật giáo của mình, việc người Việt mình đó, thì lấy cái pháp luân 12 cây câm biểu tượng cho tứ diệu đế mà ba lần chuyển, ba lần 4, 12. Cho nên Đức Phật mới nói với ngài, ngài A Nan á, nếu mà thầy có thương quý Như Lai á, thì thầy nên làm công việc mà Như Lai hằng quý kính. Đó là công việc gì? Kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô lượng kiếp á, thì nay thầy Như Lai đem phó chúc cho thầy, thầy hãy tùy thuận chuyển bánh xe pháp này như Như Lai đã chuyển, khiến cho giáo pháp lưu truyền rộng rãi, không bị dứt tuyệt. Đừng để cho mình biến thành kẻ biến thành kẻ giữa chừng tiêu diệt giáo pháp. Đừng có biến mình thành là cái người giữa chừng, đi nửa đường thì mình lại là cái người diệt nó. Này A Nan, Như Lai sẽ hộ trì cho thầy, làm cho giáo pháp do Như Lai nói được tăng trưởng, không tổn giảm, không hoại diệt. Như Lai sẽ nói thí dụ sau đây, người trí nghe thí dụ này sẽ hiểu ý của Như Lai. Bây giờ tôi sẽ nói một cái ví dụ mà nếu mà là người trí chỉ cần nghe cái câu, cái ví dụ này là hiểu cái ý của tôi muốn nói. Đức Phật nói, ví dụ có ông trưởng giả quý tộc vô cùng giàu có, kho tàng chứa nhiều của báu, không vật trân quý gì là không có. Ông chỉ có một người con trai, khi người con đến tuổi trưởng thành, ông cho học tập các môn như lịch số, toán học, thư tịch cùng các môn kỹ thuật cao thâm, trí tuệ sâu sắc khác. Sau đó ông trưởng giả quý tộc bảo người con rằng, những gì cần làm cho con nay cha đã làm xong rồi. Con đã học các môn lịch, toán, vân vân đầy đủ cả rồi. Nay cha có lời cuối cùng muốn nói với con. Tất cả kho tàng quý báu của cha hiện có, nay cha giao hết lại cho con. Từ nay con nên học ba việc để có thể bảo tồn sự nghiệp của dòng họ chúng ta. Ba việc đó là gì? Một là mong muốn sống chân thật, hai là siêng năng, ba là không buông lung. Ông trưởng giả quý tộc cự phú kia đã khéo léo dạy con như thế đó, mà người con lại dại dột buông lung, phá tán hết tài sản của cha mẹ. Này A Nan, ý thầy thế nào? Người con của ông trưởng giả có nghe lời dạy bảo của thân phụ không? Đức Phật nói có một ông nhà giàu của cải vô cùng, bây giờ khi chết để lại cho con hết và dặn con ba điều thôi. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì? Sống chân chánh. Thứ hai là gì? Siêng năng. Thứ ba là không buông lung. Mà chỉ cần có ba cái này thôi là giữ được tiền của. Tại sao gọi là sống chân chánh? Sống chân chánh tức là không làm những cái việc bất hợp pháp. Mà không mà làm việc bất hợp pháp thì không tù tội, không gieo thù chuốc oán. Thí dụ bây giờ gieo thù chuốc oán, người ta có thể thanh toán, người ta giết mình, cái mình cũng không giữ duy trì được. Hay là mình bị ở tù ở tội thì cũng không duy trì được. Nên sống chân chánh. Thứ hai là siêng năng. Siêng năng gì? Siêng năng làm. Mà chỉ có siêng năng làm á, thì mới làm mới có. Có thì mình mới vừa thu mà vừa xài. Chứ còn bây giờ nếu mà cái người này ỷ lại có tiền thì người này nghỉ làm, ở nhà xài không thì của cải này nó hết. Mà thứ ba là sống buông lung. Bây giờ chẳng những không đi làm ra tiền mà còn sống bê bối, ăn nhậu hay là cờ bạc hay là vân vân, thì tài sản này tiêu mất. Như vậy thì người cha muốn dạy người con giữ tài sản của người cha thì khuyên người con giữ ba điều. Một là sống chân chánh, hai là siêng năng, ba là không buông lung. Mà giờ người con không làm theo, người con này dại dột buông lung đó, ỷ lại có tiền của. Giống như có nhiều người thí dụ bây giờ có tiền của này thì bây giờ bắt đầu ăn chơi, không đi làm, thì nội cái mà dễ bệnh thôi. Ăn chơi nhiều quá thì bệnh chết sớm,
cũng không giữ được tiền của. Đây chưa nói là tiền của chưa hết mà mình đã chết rồi. Cho nên người con của ông này không có nghe lời ông. Thì Đức Phật mới hỏi: người con của ông trưởng giả có nghe lời dạy bảo của phụ thân không? Tôn giả A Nan thưa: dạ thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật lại hỏi: này A Nan, ông trưởng giả kia có làm tròn những việc cần làm cho người con không? Tôn giả A Nan thưa: dạ thưa có, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ người con sống không tròn bổn phận của người con. Nhưng mà Đức Phật hỏi ngược lại: người cha có làm tròn bổn phận của người cha chưa? Chưa, dạ có. Tại vì những gì mà cha dành dụm trước khi chết là đã làm hết. Mà đâu phải đưa không đâu, đưa mà còn kèm theo cái gì? Kèm theo cái lời dạy là con phải nên thế này, thế này, thế này. Ba việc mà rốt cuộc bây giờ ông già làm hết bổn phận của mình rồi thôi chứ. Ông đâu có sống giữ hoài cái của đó được. Thì Ngài hỏi chứ, Đức Phật hỏi chứ, ông trưởng giả đã làm tròn bổn phận chưa? Làm tròn cái việc mà ông cần làm chưa? Nói dạ rồi. Đức Phật dạy: này A Nan, Như Lai là người cha của thế gian, thầy như là người con. Đây là lời giáo huấn cuối cùng của Như Lai. Phật đưa ví dụ xong, Phật nói ông trưởng giả giống như Phật, còn cái người con trai đó cũng giống như Ngài A Nan vậy đó. Nói cách khác là người con đó là mình. Nói cách khác là người con đó là mình. Bây giờ Phật trao lại cái gia tài cho mình, mình có siêng năng, mình có sống chân chánh, mình có buông luôn không? Đây là lời giáo huấn cuối cùng của Như Lai. Hôm nay Như Lai đem kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập trong 100.000 ức na do tha A Tăng kỳ kiếp phó chúc cho thầy. Quý thầy cũng nên học ba việc. Bây giờ Đức Phật đưa ngược lại: ông con ông trưởng giả thì làm ba việc là sống chân chánh, siêng năng và không buông lung, thì các thầy cũng sống trong ba việc. Đó là gì? Một là mong cầu giải thoát, hai là siêng năng, ba là không buông lung. Nó chỉ khác con câu đầu thôi, là sống chân chánh. Rồi Đức Phật ở đây nói là mong cầu giải thoát. Thì giờ Pháp Hòa mới nhớ cái đoạn kinh này á, nó tương ưng với cái phẩm kinh Di Giáo. Ở trong kinh Di Giáo á, có một đoạn Đức Phật dạy như thế này. Đức Phật dạy á, cái người tu là người có cái giải thoát, mà cái gốc của giải thoát đó là gì? Đó là sự giữ giới. Giới là cái gốc của giải thoát. Cho nên á, chữ giới được dịch là gì? Là biệt giải thoát. Chữ giới là mình nói gọn thôi. Thí dụ bây giờ nói thôi bữa nay quy y thọ năm giới, thì mình hiểu ô giới là luật, giới là những cái sự ngăn cấm. Mình hiểu vậy cũng đúng không? Nhưng mà chữ giới còn được dịch nghĩa là biệt giải thoát. Tại sao gọi là biệt giải thoát? Anh giữ giới nào, anh giải thoát giới đó. Nói một cách khác là anh giữ được giới nào là anh thoát ly cái khổ của cái sự phạm đó. Ví dụ bây giờ mình giữ được cái giới không nói dối, nghĩa là mình không bao giờ dựng chuyện nói những gì không sự thật, thì mình sẽ giải thoát được cái giới đó là không bao giờ sợ người ta đôi chối tìm tới mình. Tại mình biết chắc là mình không bao giờ mình dựng chuyện mình nói điều đó. Ví dụ bây giờ có người ta nói ô Pháp Hòa gạt người ta hết 10.000, mình không bao giờ làm chuyện đó. Cho giờ anh có nói gì nói, tôi vẫn tin chắc một điều rằng tôi không có làm chuyện đó. Đó là giải thoát như đó. Bây giờ mình nói là trời ơi, bữa hôm đó cái người đó nói là thầy nói xấu người đó, mình không có nói, thì mình tin chắc mình không có làm điều đó, mình giải thoát như đó. Rồi bây giờ ví dụ như vậy, mình không có nhậu nhẹt để mà tới ghiền, thì mình giải thoát rằng giờ ai có nhậu trước mặt mình cũng bình thường, tại mình không có bị cái đó là lỗi. Cho nên cái gọi là biệt giải thoát. Chữ biệt giải thoát là mỗi một cái giới nào mình giữ được thì mình sẽ, tiếng Anh dịch là mình free from cái đó, mình không có bị cái ràng buộc đó. Cho nên trong năm giới, ai giữ giới nào là giải thoát giới đó. Thì Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo á,
giải thoát á, cái gốc của giải thoát là giữ giới. Còn cái sự, còn cái chuyện mà không buông lung, làm sao để mình biết mình không buông lung? Mà muốn không buông lung thì phải làm gì? À, trong kinh Di Giáo cũng dạy tiếp, muốn không buông lung thì chế ngự ngũ căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Mình có mắt không? Mình có miệng không? Mình có mũi không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, có năm căn phải không? Mình vẫn sử dụng năm căn mỗi ngày, nhưng phải chế ngự nó. Thí dụ như á, con mắt của mình thì mình hay ham đắm hình tướng, cho mình phải chế ngự cái đó. Vì vậy mà tại sao các thầy là ngày xưa trong giới là không có cho coi phim, không có cho mình nghe những cái nhạc tình du dương, tại vì nó dễ lôi cuốn mình, nó làm cho mình dễ bị đắm chìm với nó, cho nên chế ngữ thôi. Còn ví dụ bây giờ mình có nghe, mà mình nếu mình nghe mà để mình tìm hiểu, nghe để mà mình tìm ra được một cái chân lý gì trong cái bài đó, thì cái đó nghe để mình học. Rồi cũng ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật nói muốn chế ngự năm căn, vậy thì năm căn mà nó buông lung á, do cái gì? Do cái tâm của mình. Vậy thì cái Đức Phật nói trong kinh đó, tâm của mình đó rất là đáng sợ. Lời nguyên văn trong kinh Di Giáo: tâm rất đáng sợ, nó độc còn hơn rắn độc. Nó là kẻ thù, nó là giặc cướp. Tại vì sao? Tại vì cái tâm này á, mà nói trong theo trong kinh, nói theo kinh của Bát Đại Nhân Giác là gì? Tâm này là nguồn suối phát sinh các điều ác, và thân này là nơi tích tụ của mọi tội lỗi. Có phải không? Tại vì cái tâm của mình nó lưu xúc, nó muốn làm ác. Thí dụ giờ nó ghét ai, nó muốn giết người đó, thì cái thân này nó phải đi hành động. Vậy thì cái tâm là cái nguồn suối phát sinh các điều ác, và khi mình hành động ác rồi thì cái thân của mình là cái nơi tích tụ tội lỗi. Đó là nói theo tinh thần kinh Bát Đại Nhân Giác. Còn nói theo kinh Di Giáo á, Đức Phật dạy á, muốn không buông lung thì cái chế ngự năm căn. Mà năm căn này tại sao nó buông lung? Là vì cái tâm của mình nó sai sử. Bây giờ mình ở mình nè, internet có nè, mà cái tâm mình muốn coi hình ảnh Phật thì mình sẽ được coi hình ảnh Phật. Mà mình muốn coi tầm bậy tầm bạ thì nó cũng đầy dẫy cho mình coi. Vậy thì ai mà giữ được mình hoài? Chỉ có tự thân tâm mình, chỉ có tự mình thôi à. Cho nên nếu mình trị được cái tâm mình, Đức Phật gọi cái dùng cái từ là tâm là chủ của năm căn. Cái tâm nó là chủ của năm căn. Your mind is the boss. Mà nếu mình taming nó, mình cố gắng mình chế ngự nó, thì cái tâm mà nó chế ngự được thì năm cái kia nó không có dám động đậy. Giống như ở trong cái câu chuyện thiền á, thì có một vị đệ tử mới vô hỏi một vị hòa thượng làm sao dạy cho con tu. Thì hòa thượng mới nói á, tôi nói ví dụ như ở trong căn nhà có 6 cái cửa, thôi bây giờ mình nói 5 cửa đi, như một căn nhà có 5 cái cửa, cửa sổ á, thì cái cửa sổ thứ nhất á, mở ra thì có một con khỉ, nó ngoắc ngoắc, nó kêu kêu. Rồi cái cửa thứ hai mở ra nó quắc quắc, nó kêu kêu. Thì năm cái cửa sổ là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho năm cái dục mà nó lôi mình á, sắc thanh hương vị xúc. Rồi mình á, nếu mà cái con khỉ ở trong nhà nó có một con khỉ là mình á, là cái tâm mình á, thì nếu mà nó kêu cái mình đáp. Nó kêu cái mình đáp thì sắc nó kêu mình đáp, thanh nó kêu cái mình đáp, vị nó kêu mình đáp, thì sao? Thì cái người đệ tử nói, ủa, nhưng mà nếu con khỉ của con nó ngủ rồi sao? Nghĩa là cái tâm của mình, nếu mà cái tâm mình nó vững,
nó không có bị những cái con khỉ ngoài nó kêu. Con khỉ bên ngoài nó kêu thì kêu, mà cái con khỉ bên này, con khỉ tâm ở trong này không đáp. Thì người quỳ hòa thượng nói vậy xong, người đệ tử nói nếu con khỉ của con ở trong này nó ngồi yên thì sao? Thì hòa thượng kia mới nói ta với người gặp nhau. Nghĩa là người thầy đã đạt được, đã hiểu được, đã nói được cái chỗ đó. Người đệ tử cũng hiểu được cái chỗ đó. Cho nên trong kinh Di Giáo, cái chỗ mà gọi là chế ngự cái tâm, Đức Phật nói cái đó. Giới là gốc của giải thoát. Còn nếu mà mình muốn không buông lung thì chế ngự năm căn là mắt, tai, mũi, miệng, thân. Mà muốn chế ngự năm căn, trước hết phải kèm cái tâm, giữ cái tâm. Cho nên có vị lên hỏi Phật, giới nhiều quá con giữ không nổi. Giờ Phật có thể cách nào cho con giữ giới mà gọn gàng hơn không? Đức Phật nói một giới giữ được không? Dạ giữ được. Ông giữ giùm tôi cái giới ý. Tại vì tất cả mọi cái sai lầm, lỗi lầm là từ cái ý mà nó sanh. Vì mình mới có cái bài kệ đó: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tội từ tâm khởi thì phải đem tâm sám. Mà tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Thì cái chỗ mà có nhiều người hiểu lầm đó, nói ô nếu vậy là tâm mình tịnh cái tội mình nó tiêu hả? Tâm được tịnh là gì? Cái lòng mình nó lắng, cái pháp ác nó cứ đi ngang đó, cái tâm mình nó cũng không có hello nó. Sở dĩ mà mình lâu nay mình cứ khổ hoài là tại vì cái gì nó đi ngang, nó kêu cái mình dạ. Nó kêu cái mình dạ nó. Coi này nghe dạ, thấy này nghe dạ, ăn này nghe dạ. Mình cứ dạ với nó riết suốt ngày, cho nên mình không có tịnh được với nó. Thì cái câu này nó cũng giống như cái câu mà đối cảnh vô tâm vậy đó. Các cái pháp nó đi ngang mà nếu mình không có, giống như bây giờ mình ăn chay đi, mình ăn chay mình không có ghiền, không có thèm đồ mặn gì hết. Thì giờ mình đi ngang một cái quán mà cho dù người ta bán có thơm ngon cỡ nào, mình vẫn tỉnh bơ, không có đi ngang, bịt lỗ tai, bịt mũi lại chạy lẹ. Sao thơm quá chịu nổi. Rồi bây giờ mình đang chế ngự nó. Nhưng mà khi mình tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu, thì cái tâm mình nó lắng tịnh rồi thì đi ngang nó bình thường. Chứ không phải nuốt nước miếng cái ực, trời thơm quá. Cái này là mình còn bị dướng. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Thì cái câu thứ ba là tội tiêu tâm tịnh. Cái lý do mà cái tội mình nó không còn là gì sao? Tại vì thường thường á, đại chúng cứ nhớ là như thế này nè. Cái pháp mà bên ngoài á, là nó không có dừng. Mà quan trọng là mình có đáp nó không? Mình có đáp không? Chứ cái chuyện mà người ta mời gọi là cái chuyện đó chuyện của người ta. Cái qua cái vấn đề là mình có đáp cái chuyện đó không? Cho nên người xưa gái có câu phải không? Tử bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó đâu có làm mê người, người tự mê hoa. Phải không? Rượu nó đâu có làm sai người, người tự sai rượu. Thí dụ như ta uống rượu mà ta trị bệnh thì ta uống có một cốc, một muỗng rồi ta dừng. Còn mình ghiền nó mình mới nhiều chứ. Cho nên tử bất túy nhân, nhân tự túy. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa nó không có mời gọi ai đó, mình tự mê hoa. Thì ở đây cũng vậy đó. Cái chỗ mà các cái pháp mà bất thiện bên ngoài nó không dừng được. Tại vì thế gian quan trọng là mình. Nào, nếu mà mình biết dừng cái pháp đó, mình thấy thôi. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng nhìn còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh, cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt. Nhật là ban ngày, nguyệt là ban đêm. Rồi cuối cùng trên hai vai của mình cứ sáng tối, mình cứ sống quay cuồng với nó. Chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà, không biết chỗ nào là cái quê nhà. Mình cứ đi theo cái vòng như vậy đó. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non, một bờ mộng mị.
rồi ngày qua. Đại khái là vậy. Quý thầy nên học ba việc là mong cầu giải thoát, hai là siêng năng, ba là không buông lung. Cho nên trong có một em Phật tử vừa rồi trong một khóa tu á, nó hỏi em, nó mới hỏi Pháp Hòa chứ thầy, bây giờ con sắp sửa rời khỏi khóa tu, là con ít có dịp, tại ở xa lâu lâu mới được về khóa tu. Bây giờ con thấy mình quý thầy đồ kinh sách đồ rất nhiều, mà trong cuộc đời tu của thầy bài kinh nào mà thầy cũng như là tâm đắc gần gũi. Thì Pháp Hòa nói tâm đắc thì cũng nhiều kinh, nhưng mà có một bài kinh Pháp Hòa rất, mà gọi là rất là thích, mà cảm thấy là nó rất gần gũi cho sự tu tập của mình, đó là kinh gì? Kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác. Tại sao? Hình như trong đó là khô vừa hết, nói hết. Ngũ thừa Phật giáo nằm ở trong đó, lục độ vạn hạnh cũng nằm ở trong đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ nằm ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác hết. Lục độ nằm ở trong đó, năm thừa cũng nằm ở trong đó. Thì mới gần đây, mới chiều đây Pháp Hòa mới nói với một vị, chiều có một vị linh mục lên thăm, thì ngồi trao đổi, Pháp Hòa mới nói khi mà mình thấy được con người, mình không có, mình thương chứ mình không trách. Tại sao? Tại vì trong một đoạn kinh, tức là Pháp Hòa nhắc lại kinh Bát Đại Nhân Giác, có cái câu này nè: phải giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sinh ra có nhiều oán hận và căm thù, vì thế lại tạo thêm những nhân xấu. Phải đọc, phải nghiền ngẫm câu đó. Đó. Mình phải thấy được rằng tại sao con người người ta sống xấu ác, là vì người ta đói nghèo. Mà khi người ta đói nghèo rồi thì người ta phải bươn chải, người ta phải tranh giành, mà hãy trong sự tranh giành thì phải có sự lầm lỗi. Đấy, đọc rõ ràng trong kinh. Vì nghèo khổ cho nên người ta có sanh ra có nhiều oán hận và căm thù. Người ta oán hận cuộc đời khổ của người ta, và người ta ganh tị với những người giàu có. Và vì vậy cho nên họ bất chấp làm cái gì cũng được, miễn có tiền sống. Vì thế người ta tạo thêm những nhân xấu. Đời trước tạo cái nhân xấu rồi cho nên đời này khổ, nhưng họ đâu có thấy cái đó. Nhưng mà cũng không trách được, tại vì nghèo đói thì ai cho tôi ăn mà biểu tôi tu. Phải không? Sự thật nó như vậy. Bây giờ biểu tôi nói tôi không có ăn, tôi không có hết đói. Cho nên lấy cái tâm lý đó, lấy cái tâm lý đó mà nhà chùa hãy cúng phải có ăn, cúng xong phải có ăn. Rồi lấy cái tâm lý đó đối với cõi âm. Bây giờ cô hồn đói khát khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Nếu người nào muốn biết chư Phật trong qua ba đời, hãy quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Đời trước tâm anh không lành cho nên đời này anh khổ. Anh có biết tại sao anh khổ không? Tại vì tâm anh không có biết mở. Bây giờ anh muốn hết khổ không? Tôi cho các anh pháp thực và pháp vị. Cho nên cúng cô hồn á, vừa cho người ta ăn mà vừa nói pháp cho người ta nghe. Nói pháp cho họ nghe xong rồi quy y cho họ. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật đấng phước trí vẹn toàn, quy pháp đạo thoát ly tham dục, quy tăng bậc tu hành thanh tịnh. Bây giờ muốn cho họ hết khổ, sám hối cho họ. Rồi cuối cùng phải nhắc cho họ một câu: các vị hãy nên quy tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Công đức đi về gọi vị lai, tất cả các vị đồng thọ hưởng. Đừng có giành, đừng có giành. Các vị hãy bình tâm mà ngồi yên, mà nghe pháp và tu tập, và ăn uống không có thiếu đâu. Không có thiếu đâu. Quý vị thấy hồi mới dịch không? Chạy vô Costco dành đủ thứ mà có thiếu gì đâu. Rồi có những người người ta tích trữ những cái khẩu trang để người ta bán cho thật là đắt tiền.
Nhưng cuối cùng chỉ một thời gian ngắn là tất cả mọi cái nó khắc phục được. Bây giờ khẩu trang quá trời quá đất giá cũng bình thường. Tại sao có những người người ta mở kho người ta làm lành, nhưng mà có những người lợi dụng cái lúc dịch bệnh lại đi làm tiền, kiếm tiền sống. Nhưng mà cái đó nó có sống được bao lâu, có sống được bao nhiêu đâu. Vậy thì không phải do cái tâm, phải không? Tâm là gì? Tại sao có lúc khổ có những người tâm họ mở ra, nhưng mà có tuệ giác họ sinh ra là họ biết rằng có những người thiếu thốn người ta sẽ giúp đỡ. Nhưng có những người cái tuệ giác họ cũng sinh, nhưng mà sinh để kiếm tiền cho bản thân. Nhưng mà đâu có bao nhiêu đâu. Mình đi dành gạo nè, mình đi dành nước nè, mình đi dành giấy vệ sinh nè, đủ thứ dành ở trong. Thậm chí vì cái dành đó mà chúng ta đánh đập với nhau. Nhưng mà cuối cùng mọi thứ đều khắc phục được hết. Thì cái chỗ này thì Pháp Hòa mới nói là đọc trong kinh Bát Đại Nhân Giác từng câu rồi nghiền ngẫm, rồi mình mới luận ra được rằng á, những cái gì mà căn bản nhất cho đời sống con người Đức Phật đều nói trong Bát Đại Nhân Giác hết. Cho nên á, cái kinh Bát Đại Nhân Giác là một trong những bài kinh mà người xuất gia phải học thuộc lòng, mà nó nằm ở trong cái chương trình học của người xuất gia, trong các cái bản kinh căn bản. Bát Đại Nhân Giác nè, kinh Thập Thiện nè, kinh Di Giáo nè, Quy Sơn Cảnh Sách nè, đó là những bản văn mà người xuất gia phải học. Ngày xưa là phải bắt thuộc lòng. Thuộc lòng kinh Bát Đại Nhân Giác, thuộc lòng Quy Sơn Cảnh Sách, thuộc lòng Phát Bồ Đề Tâm Văn. Bây giờ mình không có bắt thuộc, nhưng phải đọc. Đọc một lần làm sao biết, làm sao hiểu. Phải đọc nhiều hơn, tại vì nó hết pin rồi. Sao lấy cái phone tay cũng được ha. Con bước lên lấy. Quý thầy cũng nên học ba việc: một là mong cầu giải thoát, hai là siêng năng, ba là không buông lung. Quý vị được hiểu cái hết á. Để mà có cái giải thoát thì giữ giới, để không buông lung thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải chế ngự năm căn, chế ngự tâm. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nói á, phải giác ngộ rằng lười biếng đưa đến chỗ đọa lạc. Vì vậy con người phải chuyên cần hành đạo để phá bốn loài ma, phá giặc phiền não, chế ngự bốn loài ma, ra khỏi ngục tù của năm ấm và ba giới. Không có người nào mà trên đời này mà thành tựu là do lười biếng hết á. Đâu có ai có thành tựu mà do không, ai thành tựu cũng phải do siêng năng. Pháp Hòa hay nhắc vậy nè, mỗi lần Pháp tu á, Pháp Hòa hay nhắc á, vị nào biết mình đi chậm thì nên đi sớm một chút. Đó là một ý thức, là mình biết mình chậm cái phần nào thì mình phải lo chuẩn bị. Thí dụ mình biết mình làm chậm thì mình chuẩn bị trước, mình đi chậm thì mình lo mình đi trước. Rồi cái người lười thì hay làm sao? Đợi tới sát nút, mà sát nút là không bao giờ kịp. Cho nên tu cũng vậy đó. Ngay bây giờ mình tỉnh là mình lo mình tu đi. Nó đợi già già, biết già có tỉnh không? Là lãnh. Ví dụ như nói niệm Phật đi bác, Nam Mô gì? Nam Mô A Di gì? Đà, ở Đà gì? Đà Lạt. Tại vì lúc nó lãnh rồi, đâu nhớ gì nữa đó. Từ
Thường thường Pháp Hòa thăm các vị lớn tuổi mà hay hỏi trước hết là: bác có nhớ pháp danh không? Bác có nhớ bác niệm Phật không? Hồi nãy trước khi ra đây Pháp Hòa thăm bà cụ long distance, bệnh nặng lắm và cũng còn tỉnh. Pháp Hòa phone thăm không chịu nghe. Phải nghe tiếng cho rõ. Rồi Pháp Hòa hỏi vậy chứ có nhớ niệm Phật? Nhớ. Nhớ pháp danh, nhớ niệm Phật. Giờ đừng nhớ gì hết đó. Thương ghét, thắng thua, được mất gì, đừng nhớ mấy cái đó nữa. Giờ cứ nhớ bốn chữ A Di Đà Phật. Nếu quý thầy giữ gìn được ba việc này thì kho tàng pháp bảo vô thượng của Như Lai sẽ được trụ thế lâu dài. Bây giờ kho tàng pháp bảo của Như Lai có được ở đời này lâu dài hay không là tùy vào cái sự tu tập của chúng ta. Những người đệ tử Phật có làm ba việc không? Một là có giữ giới không? Hai là có siêng năng không? Ba là có giữ được sự không buông lung không? Thí dụ này ha, mình là cư sĩ tại gia, Đức Phật dạy những gì trong bổn phận của người cư sĩ ráng giữ. Rồi một vị sa di ráng giữ bổn phận của sa di, một tỳ kheo ráng giữ bổn phận của tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni giữ bổn phận của một tỳ kheo ni. Nói chung là ai ai cũng đều có bổn phận của mình, giữ tròn cái đó rồi siêng năng trong cái bổn phận đó. Thí dụ mình là sa di phải không? Siêng năng trong bổn phận của sa di, thứ nhất là phải học bốn bộ luật, phải siêng năng nghiên cứu bốn bộ luật, dù không thuộc lòng nhưng mà phải đọc riết, đọc hoài thì thế nào cũng phải nhớ. Mình là cư sĩ tại gia phải giữ cái thời khóa của mình, mỗi ngày phải có 15 phút hay nửa tiếng, nói chung là phải có một thời kinh niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ngồi thiền, làm gì cũng được mà phải có thời khóa. Nửa tiếng cũng được, 20 phút cũng được, 15 phút cũng được. Trời đất ơi, tu mà không tiến mà lùi. Từ nửa tiếng tu sao xuống còn 15 phút. Đó. Mình tu mới đầu mình tu 15, từ từ mình tăng trưởng. Rồi về siêng gì nữa? Phải siêng nghe pháp. Phải siêng nghe pháp, tại vì mình có nghe pháp thì mình mới thấu đáo được những cái nghĩa lý trong giáo pháp, thì chừng đó mình mới vững chãi được cái đường mình đi. Không ai lung lay mình được hết á, không có cái gì lung lay mình được. Tại vì nếu mình hiểu được cái chánh pháp thì những cái pháp khác nó xen vốn được. Cho nên tại sao gọi mình là Phật tử thuần thành? Chữ thuần là gì? Chữ thuần là nguyên chất, không có cái gì tạp vô. Thí dụ người ta nói nè, uống cái này đi, cái này là sữa nguyên chất được, này là thuần sữa, không có pha bột, không phải gì. Đó. Cho nên mình là thuần thành, tức là mình thành tựu được cái chất của Phật tử một cách nguyên bản. Là mình quy y để mình có được cái chất Phật. Còn ví dụ mình là Phật tử á, mình có cái Phật tử thuần thành á, thỉnh thoảng có những cái khác nó xen vào. Nhưng mình biết cái này chỉ xen vào lâu lâu, nó xen vô thôi chứ nó không thuộc gì cái này. Có cũng được, không có cũng không phải là lỗi. Thế hạn như mình muốn coi ngày, coi giờ, mình cứ coi nếu mình thích. Nhưng mà trong bụng mình vẫn biết điện là gì? Cái này nó không phải của Phật. Cái này cái khác nó gá quá. Mình muốn coi thì mình coi, không có gì hết á. Nhưng mà mình biết rằng, thí dụ giờ mình chọn cái ngày nó không được thì sao? Cho nên cứ đơn giản mọi việc. Có một em Phật tử hỏi, bây giờ con ở một cái chỗ mà nó không có được nhà cửa, không có được tương tất, con thờ Phật được không? Được chứ có sao. Mình thờ trong cái khả năng mà trong cái ổ, trong mình gọi là cái ổ mình ở đó, cỡ nào thì mình thờ cái đó. Có ở Việt Nam có những gia đình người ta có cái hiên thôi, ta che cái hiên ngoài thôi. Vậy mà trong cái hiên đó đó, mà cái chỗ nào lành lặn nhất của cái hiên đó vẫn có bàn thờ Phật. Cái đó mình mới quý đó. Có nhiều người ta đâu có tiền ta mua được cái lư hương đâu, ta lấy cái lon sữa bò,
người ta xúc một lon cát vô, người ta làm cái lư hương. Có nhiều người ta đâu có tiền nữa, người ta mua một cái bình hoa đâu, người ta lấy cái hũ đựng chao á, cái hũ chao người ta làm cái bình để người ta cắm hoa. Cái hồi mà Việt Nam mình mới qua nè, có một Phật tử đây Phú Hòa biết á, đâu có tượng Phật gì đâu, thì lúc đó người ta bán cái hộp trà Thiết Quan Âm. Cái trà nó tên là Thiết Quan Âm. Thì ở trên cái hộp trà đó, cái nắp á, nó có in cái hình Thiết Quan Âm. Thì cái vị Phật tử đó mới đục cái lỗ để lấy cái vành của cái miếng mặt của cái hộp đó để mà làm cái hình để thờ. Hồi Pháp Hòa mới qua nè, đâu có hình Phật gì đâu. Lúc đó Pháp Hòa có được cái hình Quan Âm ép plastic nhỏ nhỏ để bỏ trong túi vậy nè, cho xíu vậy nè. Vậy mà Pháp Hòa lấy cái hình nó mà dán ở trên một cái tờ giấy lớn rồi để ở trên tường mà thờ cái hình Quan Âm đó bao nhiêu năm trời. Có những Phật tử ở trại tị nạn đâu có hình Phật đâu, chỉ có một cuốn kinh Pháp Hoa nhỏ xíu vậy nè, mà dựng cuốn kinh Pháp Hoa đó lên đảnh lễ và tu tập. Cho nên là đó là cái thuần của Phật tử mà mình siêng năng tu tập nghe pháp. Mình khi mình nghe mình hiểu thì những cái khác không có xen vô được. Thí dụ bây giờ mình biết chắc chắn một điều rằng cái áo dài Việt Nam, cái nón lá Việt Nam, thí dụ đi ha, đó là quốc phục của người Việt Nam. Bây giờ người nào mà ta có xen cách nào vô, ta làm kiểu này kiểu kia, mình biết mấy này là gì, fantasy, phân thêm chứ còn thuần chất không phải cái đó. Thí dụ vậy đó, ta mình hiểu cái gì rồi thì những cái khác nó xen vô mình biết liền, này không phải, là không phải. Cũng giống như cái áo tràng của mình vậy đó. Cái áo tràng của Phật tử Việt Nam là thuần tí, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn lâu lâu người ta thêm cái viền nâu vô, mấy cái tay áo, mấy cái cổ áo, người ta thiêu bông dặm vô theo mấy cái chiều ta này thêm, anh thêm à. Chứ nguyên bản nó không có, anh tô màu vô thêm. Lâu lâu lên đóng cải lương chút thì ok. Cũng giống như mình vậy. Ăn gì ăn mà cái bản chất bình thường của mình là mỗi ngày là gì? Là chén cơm. Những người chưa thông đạt được pháp lành thì khiến cho họ được thông đạt. Những người đã thông đạt thì khiến cho họ tiến tới mãi. Thấy không? Cái này là gì? Chánh tinh tấn đó. Ai chưa thì phải có, ai có rồi phải tiến. Giống như mình chưa đi xuất gia thì mình phát tâm mình đi xuất gia. Được đi xuất gia rồi thì phải tu tập để tiến bộ trên có con đường xuất gia của mình, chứ không phải dậm chân một chỗ. Mình mới có được xuất gia thôi chứ mình chưa được cái chất liệu gì của người xuất gia hết. Cũng giống như mình mới dựng xây cái nhà lên thôi. Còn bây giờ bên trong cái nhà này nó được trang trí như thế nào, giường ghế như thế nào là do mình phải để tâm trang trí nó, để cái nhà mình nó có giá trị. Chứ không phải xây cái nhà để như vậy nó trống rỗng. Cũng như thế, nếu mình không khéo thì mình, mỗi người mình trống rỗng, vẫn có một cái hình dáng Phật tử vậy đó, vẫn có hình dáng của người tu vậy, nhưng mà bên trong bản chất cái người không có gì hết. Đụng vô là rỗng hết, không có gì hết, nó uổng đi. Mình thương người đó, mình lập gia đình với người đó, mình mới chính thức đám cưới, lập thành cái hôn sự đó thôi. Nhưng mà để cho cái hôn sự này nó kéo mãi lâu dài thì hai vợ chồng phải cũng cố gắng nhiều lắm, chứ đâu phải bình thường đâu. Cho nên ai chưa có thì, ai chưa thông đạt thì làm cho thông đạt, khiến cho thông đạt. Đạt rồi, đạt thì khiến cho họ tiến tới mãi. Vì vậy cho nên quý thầy nên giữ gìn vững chắc kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập trong vô số kiếp. Những người chưa giữ gìn ba việc thì khiến cho họ giữ gìn. Những người chưa thông đạt được pháp lành thì khiến cho họ được thông đạt. Những người đã thông đạt thì khiến cho họ tiến tới mãi.
Vì sao vậy? Vì Như Lai từ bi thương xót, muốn đem lại lợi ích cho thế gian, khiến cho chúng sanh được an lạc. Này A Nan, Như Lai đã làm xong công việc của người cha đối với thế gian, và cũng đã làm xong những việc cần đối với quý thầy. Đức Phật đã làm xong những việc gì mà Phật cần làm với thế gian này. Còn đối với những người đệ tử là Ngài là người thầy, thì những gì Ngài cần làm cho người đệ tử Ngài đã làm rồi. Giới pháp, lời dạy, tất cả mọi thứ Ngài đã để lại hết cho mình. Bây giờ còn chuyện của mình thôi. Chuyện của mình là làm sao giữ được cái đó, phát triển cái đó, duy trì cái đó. Thôi mình dừng đây, tuần sau mình học tiếp. Mà đại chúng hồi hướng. Xin nhắc lại là thứ bảy tuần sau 9 giờ chúng ta có chương trình Thọ Pháp Quan Trai. Chủ nhật thì chúng ta vẫn có lễ hàng tuần như thường lệ. Riêng sáng ngày mai thì 6 giờ chúng ta vẫn ngồi thiền, và chúng ta lại vạn Phật và sinh hoạt như thường. Cảm ơn đại chúng.